Lệ Quyên trải lòng về lùm xùm ở đạp gió, chương trình không đẹp đẽ như tôi mơ ước. Gần đây, trên một sân khấu, Lệ Quyên đã nhắc đến những sự kiện gây xôn xao xoay quanh cuộc sống của cô, đặc biệt là liên quan đến chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Trải qua nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích và đặt nghi vấn về sự ưu ái từ phía nhà sản xuất, Lệ Quyên không giải thích trực tiếp nhưng ngụ ý rằng chương trình có lẽ không đáp ứng những kỳ vọng đẹp đẽ như cô đã mơ tưởng. Cô đặc biệt chú ý đến những điều không thực tế xảy ra trong chương trình. Theo đó, Lệ Quyên ví Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng như một cái kẹo. Ban đầu, nữ ca sĩ nhìn thấy cái kẹo này rất đẹp nhưng khi mở ra thì chỉ toàn giấy. Lúc đầu khi mời Quyên tham gia, chương trình mang đến cho Quyên một cái kẹo rất đẹp. Mình đã hy vọng đó là một cái kẹo không những đẹp mà còn ngon nữa. Tuy nhiên, khi mình mở kẹo ra thì trong đấy chỉ toàn là giấy thôi. Không đẹp đẽ, không chứa chan như mình mơ ước. Ngoài ra, Lệ Quyên cũng tiết lộ cuộc sống tập thể của dàn chị đẹp trong chương trình đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng nhìn chung cô vẫn cảm nhận được những cảm xúc rất tuyệt vời. Lỗi của Quyên duy nhất là hay nghĩ người khác cũng giống như mình. Tất nhiên sẽ có nhiều điều xảy ra. Với cá nhân mình thôi đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, chứ đừng nói trong tập thể. Nhưng phần lớn đó là những cảm xúc rất tuyệt vời. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy trên sân khấu là thật, sự vui vẻ, sự yêu thương đó là thật. Nhưng có những thứ không thật thì bản thân Quyên đã hiểu ra. Quyên có một quan điểm đến mãi sau này không bao giờ thay đổi. Đó là chỉ cần mình đúng, chỉ sợ mình sai, ngoài ra không hề quan trọng. Với Quyên, đó là một game show đúng nghĩa để kết nối sự yêu thương nhau, không phải một cuộc thi hát. Nếu mà game over thì trở lại với cuộc sống đời thực, trở lại sân khấu thôi, Lệ Quyên giải bày trên sân khấu. Trước đó, trên trang cá nhân, Lệ Quyên còn bất ngờ đăng đàn tâm thư dài ẩn ý ai đó đang cố tình tạo dư luận xấu, phá hỏng công sức của mọi người show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Nữ hoàng phòng trà ám chỉ cá nhân ham hố, thèm khát vinh quang và bất chấp vứt hết nỗ lực của người khác để làm bàn đạp riêng. Thời gian vừa qua, Lệ Quyên vướng nhiều lùm xùm trong show đạp gió. Chuyện tình của cô và Lâm Bảo Châu chiếm thời lượng khá nhiều của chương trình. Khán giả bức xúc nên đổi tên chương trình thành show hẹn hò của Lệ Quyên và Tình Trẻ. Khi Lâm Bảo Châu đảm nhận host còn nhiều thiếu sót, Lệ Quyên lên tiếng xin cho anh cơ hội được dẫn lại. Hành động này thể hiện sự không chuyên nghiệp, gây mất thời gian của khán giả.